Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1889 Này trên lá cây khí tức, có chút quen thuộc. Tần Trần hiếp mắt, nhìn này một mảnh nhộn nhạo vô tận không gian khí tức lá cây, tại đây trên lá cây, hắn cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc. Đại nhân Thiếu nữ kịch liệt giải dụa, thôi động vô không thụ dịp, toát ra vẻ khẩn cầu. Tần Trần nhẹ nhàng nâng tay, tất cả mọi người không thấy rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, này một mảnh lá cây cũng đã theo Lana trong tay biến mất, trực tiếp xuất hiện tại tầng trần trong tay. Vị đại nhân này. Bóng đen thấy thế thần sắc khẩn trương, vội vàng mở miệng, thầm nghĩ trong lòng không hay. Vô Không Thụ Diệp ẩn chứa đặc biệt không gian chi đạo, mẫu thụ Vô Không thần thụ càng là không gian nhất đạo trong chí bảo, bọn họ Khô Lâu hội cũng là trong lúc vô tình biết được đại giác tinh vực La Gia một mực truyền thừa có Vô Không thần thụ tin tức, cho nên mới trong bóng tối trước tới chặn lại. Ai biết dĩ nhiên gặp phải loại tình huống này, vạn nhất vô không thần thụ tin tức để lộ, vậy hắn khô lâu hội liền phiền toái. Hả? Bóng đen vừa mở miệng, các la da ám kim sắc ánh mắt cũng đã rơi ở trên người hắn, tức khắc như sơn nhạc uy áp kinh khủng liền trấn áp ở trên người hắn khiến cho hắn cả người cứng đờ, nháy mắt đều khó khăn. Bóng đen vội vàng câm miệng, cứ việc trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không dám có chút mở miệng. Quả nhiên! tần trần thưởng thức trong tay vô không thụ diệp không khỏi khẽ gật đầu khó trách hắn sẽ cảm thấy này vô không thụ diệp có chút quen thuộc này trên lá cây không gian chi đạo cùng hắn trước đây lấy được diệt không đại đế truyền thừa không có sai biệt lá cây này khởi nguồn vô cùng có khả năng cùng diệt không đại đế có chút sâu xa tần trần cúi đầu mắt nhìn phía dưới ngụy trang thành hộ vệ nữ tử trong lòng khẽ động nhàn nhạt nói ngươi đi lên thiếu nữ trong lòng kinh hỉ bản thân quả nhiên thành công. Đại nhân Một bên có khô lâu hội cường giả biến sắc, không nhịn được mở miệng. Tác la da nhàn nhạt liếc hắn một cái, một cổ vô hình ba động quét sạch, này một tên cường giả trợn to hai mắt, toàn bộ người vô thanh vô tức tiêu tán ra. Bóng đen trong lòng kinh hoàng, hung hăng giật mạnh, một ánh mắt, hắn một cái bộ hạ liền chết. Hắn khô lâu hội cường giả cũng là tâm như hến, cả người đổ mồ hôi lạnh, một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lana thoát ly bọn họ trói buộc, bay thẳng lướt về phía khoa mạc đa thú phần lưng người nọ chỗ. Ngồi. Nhìn sống sót sau tai nạn Lana, tần trần mờ nhạt mở miệng, chỉ phía trước một cái chỗ trống. Ta. Lana tâm trạng run rẩy, đây chính là khoa mạc đa thú A, nàng nào dám ngồi. Nhưng tại nam nhân thần bí kia dưới ánh mắt, nàng hai chân mềm nhũng, không tự chủ được liền ngồi xuống. Tần Trần cúi đầu, nhìn về phía phía dưới khô lâu hội thành viên, khoát tay, một cái định không châu liền đã mất vào trong tay hắn. Vật này không sai, xem như là quấy nhiễu bản tọa bồi thường. Tần Trần từ tốn nói, sau đó hướng về phía Tát La Gia nói, đi thôi. Khà khà, là đại nhân. Tát La Gia một mặt cười một tiếng, liếc phía dưới khô lâu hội người, nếu như là hắn, đã sớm trực tiếp đem đám người kia đều cho diệt, bất quá Tần Trần lên tiếng hắn đương nhiên sẽ không ngổ ngược, cũng không dám đề nghị. Cái kia thân hình khổng lồ giống như một tàu chiến hạm, lần thứ hai ù ù mở ra, hướng nơi xa Nam Nguyên chi địa hạch tâm bay đi đi, chớp mắt chính là không thấy tung tích, chỉ còn lại một đám kinh hồn tán đảm khô lâu hội cường giả. Thủ lĩnh, sao? Như thế nào làm? Tại tầng trần cùng tác la gia sau khi rời đi, cuối cùng có khô lâu hội thành viên run rẩy nói, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt có thể làm sao? Bóng đen mặt lộ vẻ hung ác vẻ dữ tợn, chỉ có thể bẩm báo hội trưởng, để cho hắn tới định đoạt. Bóng đen ngẩng đầu, có sợ hãi. Gặp phải như vậy sự tình, căn bản không phải hắn có thể làm xong, chỉ có thể tùy hội trưởng tới xử lý. Cũng may, đối phương tự hồ đối với hắn khô lâu hội có chút kiên kỵ, không có thống hạ sát thủ, bằng không tại khi khoa mạc đa thú dưới sự công kích, bọn họ một cái đều. Không sống. Đi nhanh đi về, ta trước đưa tin cho hội trưởng, nghe tùy hội trường đại nhân an bài. Căn bản không dám ở nơi này dừng lại lâu thêm, bóng đen đoàn người nhanh chóng tận trời, biến mất ở vô tận mênh mông trong thiên địa. Nếu như là nhiệm vụ khác, bị phá hư cũng liền phá hoại, nhưng nhiệm vụ lần này chuyện liên quan đến vô không thần thụ, thì không phải là vô cùng đơn giản nói để thì có khả năng để. Mênh mông trong hư không. Tác La Gia mang theo tầng trần chậm rãi bay đi, dọc đường, khí tức sao động, không người dám quấy nhiễu. Lana ngồi ở một bên, cả người như như kim đâm, đứng ngồi không yên. Tần Trần cũng là không có chú ý nàng, mà là tại thưởng thức trong tay định không châu. Hạt châu này, dĩ nhiên ẩn chứa đặc thù không gian áo nghĩa, có khả năng phong tỏa hư không. Tần Trần cảm giác định không châu trong cấu tạo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mặt hạt châu này mặc dù chỉ là nhất kiện phụ trợ đồ dùng, nhưng công hiệu lại không giống bình thường dĩ nhiên đối với tại tầng trần mà nói như vậy định không châu căn bản không có cầm cố lại hắn có thể trong cấu tạo cùng đối không gian ảnh hưởng lại làm cho tầng trần đối không ở giữa cấu tạo có một ít mới cảm ngộ không hổ là mênh mông vũ trụ hải tùy ý một món bảo vật lại cũng có thể làm cho ta có thu hoạch như vậy bảo vật tại sơ thủy vũ trụ đó là căn bản không thấy được đại nhân ngươi lúc trước tại sao đem khô lâu hội người đem thả? Tần trần não hải, Tắc la gia nghi hoặc thanh âm vang lên, những khô lâu hội đó cạn bã, thủ đoạn tàn nhẫn, chết trong tay bọn hắn người sợ là nhiều vô kể, giết bọn hắn. Cũng là thay trời hành đạo. Tần trần liếc Tắc la gia, đừng cả ngày cũng biết đánh đánh giết giết, coi như là bọn họ hành hung làm ác, nhưng chỉ cần không phải tội ác tày trời, chúng ta cũng không có cần thiết gặp người liền giết, bằng không cùng bọn họ lại có gì dị đại nhân thật đúng là nhân từ tác la gia cung kính nói giọng điệu bội phục tiếp tục truyền âm nói bất quá ngươi như vậy đem bọn họ để cho chạy khô lâu hội cũng sẽ không đơn giản chịu để yên với lại đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị cô gái này là là bọn chúng mục tiêu trên thân chắc chắn có một ít bí mật tác la gia nói liếc la na nếu như là bình thường con mồi khô lâu hội người căn bản sẽ không như thế không bán bản thân khoa mạc đa thú tộc quần thể diện đã sớm ngoan ngoãn hiến đi lên nào dám lời thừa nửa câu có thể trước đó bóng đen kia do dự bộ dáng rất hiển nhiên cô gái này đối khô lâu hội mà nói cực trọng yếu thậm chí trọng yếu đến không tiếc mạo phạm đến bản thân tôn khoa mạc đa thú tần trần cười nhạt khiếp mắt lại trời cao có đức hiếu sinh ta lưu bọn họ một con đường sống cũng là muốn để cho bọn chúng sửa sai lại lần nữa làm người. Đương nhiên, nếu như bọn họ một mực không chịu giác ngộ, còn dám tìm ta phiền toái, vậy ta mới tới này Nam Nguyên Chi Địa, liền muốn giết gà dọa khỉ, đưa người khác biết một chút, ta đến cùng là đúng hay không dễ chọc. Tác La Gia nghe vậy cả kinh, khó có thể tin nói, đại nhân ngươi. Ngươi là cố ý thả bọn hắn thoát. Nghĩ tới đây, vốn là lãnh huyết tinh thú nó, trên lân phiến tức khắc toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Kháo, câu cá chấp pháp. Đại nhân ý tứ đã quá rõ ràng bất quá, này Khô lâu hội nếu như nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, vậy đại nhân cũng sẽ không làm cái gì, nhưng nếu như dám đến tìm hắn để gây sự, vậy đại nhân liền liền muốn lộ ra chút thủ đoạn tàn nhẫn. Má ơi, tâm tư này cũng quá âm chứ. Tát La gia cũng đã thay Khô lâu hội cầu khẩn, tốt nhất là đừng gây chuyện, bằng không nhất định chính là tự tìm đường chết. Nam nguyên chi địa trung tâm một tòa to lớn trong thành trì, một mảnh to lớn kiến trúc tọa lạc. Nơi này chính là khô lâu hội tổng bộ. Tại những kiến trúc này vị trí trung ương nhất, có đen kịch một màu cao lầu, cao lầu tầng cao nhất, khô lâu hội tả khô hội trưởng ngồi một mình ở nơi này, nhìn bị hỗn độn khí bao phủ khổng lồ thành trì. Hả? Tả khô hội trưởng bỗng nhiên cao mày, lật tay lấy ra một khối cổ xưa đen kịch đưa tin lệnh bài lệnh bài trên có một đạo khô lâu ấn ký, theo lệnh bài kia trong, hắn nháy mắt cảm nhận đến một đạo tin tức. Hắc thập nhiệm vụ thất bại. Tả khô hội trưởng trong lòng cả kinh, bị một đầu ngoài ý muốn xuất hiện khoa mạc đa thú, cùng với một cái thần bí người cho cứu đi la gia tiểu tỷ la na. La gia, có vô không thần thụ tin tức, tình báo này, là ta vừa mới mới vừa mới lấy được. Làm sao trùng hợp như vậy? Đối phương ý nghĩ, cũng là vì vô không thần thụ. Tả khô hội trưởng ánh mắt lóe lên vô không thần thụ chính là nam vũ trụ hải nhất kiện cực đỉnh cấp thiên tài địa bảo có được vô thượng không gian chi đạo nghe đồn món bảo vật này chính là đã từng nam vũ trụ hải một vị truyền kỳ đại đế diệt không đại đế bảo vật năm đó này diệt không đại đế cũng là bởi vì trong lúc vô ý lấy được này vô không thần thụ mới trưởng thành trở thành nhất đại đỉnh phong đại đế trở thành nam vũ trụ hải một cái nhân vật truyền kỳ về sau tại vũ trụ hải cùng minh giới một lần giao phong trong Việc không đại đế ngoài ý muốn biến mất, tất cả mọi người suy đoán hắn cũng đã ngã xuống. Nhưng hắn vô không thần thụ nghe nói còn bảo tồn tại nam vũ trụ hải, chỉ là không người biết cuối cùng ở nơi nào. Trước đó một lần ẩn nút trong, khô lâu hội ngoài ý muốn biết được đại giác tinh vực La Gia khả năng có vô không thần thụ tin tức, đồng thời La Gia cố gắng lấy được thái nhất thánh địa che chở. Tin tức này chỉ là ngoài ý muốn đoạt được, Sở Dĩ Tả Khô hội trưởng trong bóng tối điều động hắc thập đám người đi vào chặn lại. Xem như Khô lâu hội hội trưởng, hắn nhất cử nhất động quá gây cho người chú ý, thậm chí Khô lâu hội hai cái phó hội trưởng cũng bị Nam Nguyên chi địa rất nhiều thế lực cho nhìn chằm chằm, không cách nào làm một ít mờ ám, chỉ có hắc thập những thứ này sát thủ bình thường, sai phái ra đi làm nhiệm vụ, mới sẽ không đưa tới chú ý. Lại thêm La Gia tin tức cũng không bị triệt để chứng thực, sở dĩ hắn mới chỉ là bố trí như vậy một nước cờ. Thật không nghĩ đến, La Gia La Na vậy mà sẽ bị người khác cho cứu đi. Căn cứ hắc thập truyền về tin tức, La Na xuất ra vô không thần thụ lá cây, nói như vậy, ta trước đó nhận được tin tức có thể là thật, La Gia thật khả năng có vô không thần thụ tình báo. Tả khô hội trưởng ngồi không yên. Trước đó La Gia tin tức thật cũng không được chứng thực, sở dĩ hắn mới chỉ là bố trí thủ đoạn rảnh rỗi cờ, hiện tại căn cứ hắc thập đưa tin trở về tình báo la gia cùng vô không thần thụ thật có liên quan để cho hắn làm sao không tiếp động khoa mạc đa thú tả khô hội trưởng ánh mắt lóe lên việc không đại đế vô không thần thụ cái này ở toàn bộ nam vũ trụ hải đều có thể nói chí bảo năm đó việc không đại đế có như thế bi danh cùng vô không thần thụ cũng có không nhỏ liên quan do dự nửa ngày hắn cuối cùng nhất ngoan tâm bất kể như thế nào cũng không có thể để cho đối phương liền dễ dàng như vậy cướp đi ta khô lâu hội con mồi rất nhanh tả khô hội trưởng liền quyết định một đạo mệnh lệnh nháy mắt được hắn đưa tin ra nếu là có thể lấy được này vô không thần thụ hắn khô lâu hội thậm chí có thể theo trong bóng tối đi hướng chỗ sáng nắm giữ một tòa nam nguyên chi địa không còn trở thành chỉ có thể ở trong bóng tối bắt mồi hắc ám thế lực tại tả khô hội trưởng hạ lệnh sau khoảng khắc đại ca đại ca ngươi đưa tin cho ta cùng chuyện gì? Hai bóng người theo hư không vô tận trong duỗi ra tới, nháy mắt hàng lâm mảnh thế giới này. Đây là hai đạo tản ra bá đạo khí tức thân ảnh, trên thân huyết khí tận trời, nồng nặc đại đế chi khí ở tại bọn hắn quanh thân sao động, bạo lệ vô cùng. Hai người này chính là khô lâu hội hai phó hội trưởng, huyết mãn đại đế, ngô ngỗi đại đế. Khô lâu hội uy danh hiển hách, chính là do ba người bọn họ giết ra đến là như thế này. Rất nhanh, tả khô hội trưởng đem trong tình báo tin tức truyền cho hai người. Vô không thần thụ tin tức, dĩ nhiên là thật. Huyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế đều là mặt lộ vẻ kinh hỷ. Những năm gần đây, vô không thần thụ tin tức tại Nam Vũ Trụ Hải cũng không phải là không có truyền lưu qua, nhưng cơ bản đều là một ít tin tức giả. Hôm nay nghe nói có khả năng có chân chính vô không thần thụ tin tức, để cho hai người làm sao không vui là gia cô gái nhỏ cư nhiên được khoa mạc đa thú nhất tộc cho bắt đi cái này phiền toái có thể chốc lát huyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế đều là nhíu mày đến hai người các ngươi đi nam nguyên thành bên ngoài coi chừng cần phải tại đây hai người đến nam nguyên thành trước ngăn lại tìm hiểu rõ ràng đối phương hư thực nhớ kỹ không muốn vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không thể tùy ý xuất thủ tả khô hội trưởng cảnh cáo đại ca ngươi yên tâm chúng ta không có lỗ mãn, đối phương dù sao cũng là khoa mạc đa thú nhất tộc, dù chỉ là lưu lạc khoa mạc đa thú, chúng ta cũng sẽ cẩn thận, sẽ không tùy ý sát hại. Huyết mãn đại đế gật đầu. Tại vũ trụ hải làm việc, bọn họ tự nhiên biết rõ rất cần thiết phải chú ý liền là ai có thể chọc, người nào không thể chọc, điểm này, hai người bọn họ đã sớm quen thuộc. Được, vậy các ngươi tức khắc thì xuất phát, ta sẽ ở phía sau một mực chú ý các ngươi. Nếu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ trước tiên đứng ra. Tả khô hội trưởng trầm giọng nói. Khuyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế gật đầu, hai người thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, tả khô hội trưởng con mắt hơi hơi nheo lại. Nếu ta có thể có thể tới vô không thần thụ, tương lai bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới, thậm chí thành tựu đỉnh phong đại đế, tại đây nam vũ trụ hải độc nhất thần quốc, cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn hơi hơi trầm tư. Khoa Mạc đa thú nhất tộc tuy mạnh, cũng nhưng cũng không phải là toàn bộ Khoa Mạc đa thú nhất tộc thành viên đều thụ đến tộc quần thời khắc che chở, chỉ cần không phải tùy ý hành hạ đến chết, hoặc giả vũ nhục đến này một cái tộc quần, tại đây vũ trụ hải trong vẫn có Khoa Mạc đa thú sẽ vẫn lạc thụ thương. Tả Khô hội trưởng trong lòng im lặng. Khoa Mạc đa thú tộc quần lưu hành nhất phương thức chính là nuôi thả, bọn họ tôn trọng người thắng làm vua chỉ có từ vô số lịch lãm cùng đau khổ trong đi ra khoa mạc đa thú, mới có thể thụ đến tộc quần đại lực bồi dưỡng, bởi vậy tại đây phát triển trên đường, thật cũng sẽ có một ít khoa mạc đa thú ngã xuống. Chỉ cần không phải ý lớn hiếp nhỏ, hoặc là sử dụng một loại ti tiện thủ đoạn, tại chiến đấu công bình trong đánh bại, thậm chí kích sát đối phương, không nhất định sẽ rước lấy khoa mạc đa thú tộc quần tức giận. Dù sao tộc quần cao ngạo, muốn bọn hắn đối với mình danh tiếng rất coi trọng chuyện liên quan đến vô không thần thụ bảo này quá là quan trọng chỉ cần đối phương không phải khoa mạc đa thú tộc quần người thừa kế chỉ là bình thường tộc nhân ta cũng chỉ có thể động lên khẽ động bất quá trước lúc này ta trước tiên cần phải tìm hiểu rõ ràng thân phận đối phương mới có thể mưu định hành động để huyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế đi trước đứng ra chính là tả khô hội trưởng thủ đoạn hắn xem như khô lâu hội hội trưởng trải qua đồ đạc rất nhiều tự nhiên hiểu rất nhiều cường giả hầu hết thời gian chính là chết dưới sự khinh thường hắn đứng ở phía sau để huyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế xung phong có thể đơn giản tả hữu tình thế phát triển có thể nói là tiếng có thể công lui có thể thủ như vậy có thể đứng ở thế bất bại chỗ tốt hắn có thể cầm còn liều mạng sự tình có thể lẫn trốn liền lẫn trốn bất cứ việc gì đều ném vọt tới trước hắn tả khô hội trưởng cũng sẽ không sống lâu như thế cô lâu hội cũng sẽ không làm đến lớn như vậy nam nguyên thành bên ngoài mênh mông trong hư không tát la Gia trên lưng la na được giải cứu sau lúc này cũng từ vừa mới bắt đầu mừng như điên trong phục hồi tinh thần lại nàng cũng bắt đầu dần dần lo lắng vận mệnh mình tần trần cùng tát la Gia nói chuyện nàng tự nhiên nghe không được chỉ là lén lút nhìn trước mắt vị này nam tử tự hồ tại vuốt vuốt trong tay vô không thụ diệp cùng định không châu để cho nàng thấp thỏm trong lòng vị tiền bối này đem ta giải cứu mang đến trong lại không mở miệng đây là chuẩn bị muốn làm cái gì la na nội tâm lo lắng không yên nàng xuất từ đại giác tinh vực la gia rất ít đi ra lịch lãm này nam nguyên thành tuy là đã tới hai lần nhưng đều là đi theo trong tộc qua đến mua không có quá nhiều người lịch lãm trải qua nhưng nàng rất rõ ràng tại vũ trụ hải trong có một ít cường giả yêu thích phi thường biến thái vị tiền bối này không biết có thể hay không coi ta là thành luyện dược tài liệu, lại hoặc là để cho ta làm một ít căn bản không có tiếp thu sự tình, đến lúc đó, ta có nên hay không cự tuyệt? Hay là nên thuận theo hắn, thỏa mãn hắn các hạng nhu cầu, làm ra các loại cử động. Lana trái tim đập bịch bịch, lo lắng bất an, từ vừa mới bắt đầu trong vui mừng cũng triệt để tỉnh táo lại. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo ý, thế giới này quá trần truồng, cũng quá tràn ngập công lợi để cho nàng trong lòng tự nhiên tràn ngập lo lắng. Vị này tiền bối, liên tục thưởng thức vô không thụ diệp, hắn có thể hay không đã phát hiện này vô không thụ diệp bất phàm. Này lá cây quan hệ đến gia tộc bí mật, phụ thân bọn họ chính là vì vậy bí mật kém chút toàn tộc đều bị hủy diệt, chỉ có thể để cho ta đi theo Mạc lão đi Nam Nguyên thành thái nhất thánh địa, nói cho ta biết chỉ có đến thái nhất thánh địa mới được che chở. Mà bí mật này chỉ có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể nói cho Thái nhất Thánh địa Thái nhất đại nhân, khác thời điểm không thể nói cho bất luận kẻ nào, có thể vị đại nhân này nếu muốn hỏi tới, ta nên trả lời thế nào? Lana trong lòng quá lo lắng không yên. Nhưng nàng chỉ có thể lặng lặng chờ, giống như một chỉ chim cút, yên lặng chờ đợi vận mệnh mình. Đại nhân, này vị nhỏ cô nàng lo lắng không yên rất đây. Tác La gia cảm thụ được trên lưng Lana tâm tình không khỏi lén lút truyền âm nói tần trần cười cười hắn mắt nhìn trong tay vô không thụ diệt khô lâu hội người nhằm vào cô gái này có phải là vì món bảo vật này đi tuy là trong tay chỉ là một mảnh phiến lá nhưng tần trần lại có thể cảm nhận được có thể sinh trưởng ra bực này lá cây thần thụ tuyệt đối là nhất kiện tiếp cận diệt không đại đế chỗ lưu xuống không gian chi tâm cấp bậc bảo vật đủ để cho những thứ kia đỉnh phong đại đế cũng vì đó tâm động thu lấy đi Tần Trần khoát tay một cái vô không thụ diệp liền nháy mắt rơi vào Lana trong tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía xa hư không, cũng không nói gì chuyện này. Lana tiếp nhận vô không thụ diệp cho là Tần Trần tiếp tục sẽ vấn đề, lại phát hiện Tần Trần lực chú ý căn bản đều không ở trên người nàng, cả người nhất thời mộng. Vị tiền bối này cư nhiên không có hỏi bản thân vật này lai lịch là lạc mềm buộc chặt hay là thật không có hứng thú nàng lo lắng không yên nhìn Tần Trần, lại phát hiện Tần Trần thật không có nhìn hắn, trong lòng khó có thể tin đồng thời, lại là không hiểu mang theo một ít thất lạc. Đại nhân, ngươi cứu cô gái nhỏ này, cô gái nhỏ này cư nhiên không chủ động nói cho ngươi biết lá cây này lai lịch, rõ là không biết lễ phép. Tắc la gia có chút khó chịu nói nói, có muốn hay không thuộc hạ ta thay ngươi điểm một điểm nó. Thật tốt gấp lên đường đi. Tần trần đập đập nó đầu cứu đối phương, bản chính là mình thuận tay làm nên, với lại tần trần cũng không phải cái loại này thi ân cầu báo người, nếu đối phương muốn báo đáp hắn, chủ động báo cho, tần trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể nếu là đối phương cũng không muốn báo cho, hắn cũng lười thăm dò. So với bản thân truyền thừa cùng niềm tin, còn con này lá cây lại tính làm được gì? Làm sao có thể phá bản thân đạo tâm? Hô! Lại xuyên qua hư không phi hành rất lâu, Tần Trần bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đó là Tần Trần ánh mắt bực nào sắc bén, xuyên thấu vô tận hỗn độn, một cái liền xa xa thấy ở phía trước phần cuối có một tòa vô tận thành trì nguy nga. Tòa thành trì này phản phất là một tòa không lệ thuộc tiểu thế giới một dạng, do khủng bố không gian thạch cấu tạo mà thành, so Tần Trần thấy qua bất kỳ một tòa thành trì còn hùng vĩ hơn, còn muốn nguy nga. Thành này vô cùng bao la, xa xa nhìn lại gần giống như một tòa vô tận thiên địa cao vút tại đây mặc dù là tác la gia khổng lồ thân xác so với tòa thành trì này mà nói đều không coi vào đâu hỗn độn chi lực ngưng tụ khí tức bao phủ xuống mặc dù là tầng trần đều nhìn không thấy thành trì này phần cuối không hổ là nam vũ trụ hải trong hạch tâm chi địa này nam nguyên thành ẩn chứa rất nhiều không gian bích lũy tương đương với rất nhiều tiểu thế giới chiết điệp sợ là có thể dung nạp rất nhiều tinh vực con dân tần trần trong lòng cảm khái. Đã sớm biết vũ trụ hải trong thành trì to lớn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Đại nhân, phía trước chính là Nam Nguyên Thành, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên qua đến, bây giờ nhìn lại tạm tạm, cũng liền như vậy, so với ta khoa mạc đa thú tộc quần sào huyệt kém quá xa. Tác La Gia Thuận miệng nói. Tần Trần. Hả? Tần Trần ngẩng đầu, chỉ thấy tại đây trên thành trì khoảng không, có từng cái giống như pháo đài một dạng kim chúc tòa thành, có dường như kim tự tháp, có có dường như một chiếc khổng lồ chiến hạm, còn có càng giống như là một tòa đại lục, huyền phù tại khi, tản ra làm người ta rung động khí tức. Đại nhân, đây cũng là nam nguyên thành phù không pháo đài, đại đế cấp cơ giới bí bảo, do đặc thù luyện kim thủ đoạn chế tạo, đều do đại đế cường giả trưởng khống, là vũ trụ hải trong phổ biến cổ máy chiến tranh, một cái phù không pháo đài thì tương đương với một cái quân đoàn liên hợp lại có thể bạo phát cực uy lực kinh khủng. Tác La Gia giải thích. Tần Trần gật đầu. Hắn đây theo thác bạc lão tổ trong miệng cũng từng nghe nói qua, năm đó thác bạc lão tổ rời khỏi nam thập tam tinh vực lan bạc vũ trụ hải, chính là bá dương quân đoàn, quân đoàn trưởng cũng có như vậy một tòa cơ giới pháo đài. Một tòa pháo đài, chính là một cái quân đoàn. Lợi hại. Tần Trần cảm khái, lợi dụng như vậy đại đế cấp cơ giới pháo đài, đem rất nhiều siêu thoát cường giả tập hợp, bày đi ra uy lực có thể so với từng cái siêu thoát một mình chiến đấu cường đại hơn quá nhiều. Giống như một cái bình thường đại đế, muốn cùng hôm nay tần trần đối kháng, vô cùng có khả năng liền hắn gia lông đều không thể tổn thương. Có thể trưởng khống này cơ giới pháo đài thì bất đồng. Một cái cường đại cơ giới pháo đài, lại thêm một vị đại đế thống lĩnh, cùng với rất nhiều siêu thoát cường giả gia trì, bộc phát ra uy lực liền có khả năng thương tổn tới tầng trần một cộng lông tóc. Như vậy thủ đoạn, không thể không nói khủng bố. Huống chi, có chút đỉnh cấp đại để cấp cơ giới pháo đài, có thể do rất nhiều đại đế cùng chưởng ngự, bột phát ra uy lực thậm chí có thể đạt đến đỉnh phong đại để cấp. Đương nhiên như vậy trọng bảo cực ít ỏi, mặc dù là tụ tập rất nhiều nam vũ trụ hải vô số cường giả nam nguyên thành, cũng chỉ có số ít thần quốc cấp thế lực mới có. Đi thôi. Tần Trần gật đầu, hướng về phía Tác La Gia nói: "Vâng." Tác La Gia cười đáp, theo Tần Trần tiếp xúc nhiều ngày như vậy, hắn cũng nhìn ra, đại nhân là một cái cực hiền hòa người. "Hô." Tác La Gia thân hình khổng lồ bay thẳng lướt về phía Nam Nguyên Thành Nam Thành môn chỗ. Nam Nguyên Thành Nam Thành môn miệng, rất nhiều cường giả chính ra ra vào vào, có xuất ra lệnh bài, không có lệnh bài lại là nộp lên trên lên từng khỏa tinh thạch đây là vũ trụ tỉnh vũ trụ hải đồng tiền thông dụng một viên vũ trụ tinh tương đương với một cái nhất trọng siêu thoát cường giả tu hành một năm ngưng tụ ra tới toàn bộ năng lượng xem như là vũ trụ hải trong rất chính quy tiền tệ đơn vị tại vũ trụ tinh trên lại là hỗn độn thạch một viên hỗn độn thạch tương đương với một vạn khỏa vũ trụ tinh tương tự cả một cái siêu thoát mạch khoáng chỗ đề luyện ra toàn bộ lực lượng mà ở hỗn độn thạch trên còn có càng mạnh đại đế tỉnh đó là đại để cấp cường. Giả đồng tiền thông dụng. Đại nhân, này Nam Nguyên Thành bởi vì là trung lập thành trì bất kỳ người nào cũng ké thể đi vào trong, chỉ nếu muốn ở bên trong cư trú, hàng năm đều cần giao nộp nửa khối vũ trụ tinh phí dụng, dùng đến đổi lấy lệnh bài thân phận, chỉ có có lệnh bài thân phận người, mới có thể tại Nam Nguyên Thành trong ở lại. Tác La Gia giải thích. Hàng năm muốn giao nộp nửa khối vũ trụ tỉnh. Tần Trần im lặng một tên bình thường siêu thoát một năm ngày đêm ngưng luyện cũng liền có thể để giành được một khối vũ trụ tinh đương nhiên đây là rất tốn thời gian mất công cách làm nếu như đi ra ngoài liệp sát hoặc giả cho các cường giả làm thuê có thể sẽ kiếm lấy càng nhiều vũ trụ tinh có thể chỉ là đổi lấy một năm quyền cư ngụ liền cần nửa khối vũ trụ tinh đây quả thực là nơi này căn bản cũng không phải là bình thường nhất siêu thoát các có thể tới địa phương bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường siêu thoát tại chính mình tỉnh vực sinh hoạt mới là bình thường giống như nam thập tam tỉnh vực cũng liền thác bạc lão tổ đi tới trừ phi là đi theo tộc quần cùng thế lực cùng di chuyển tới nam nguyên thành bình thường nhàn hạ siêu thoát căn bản không khả năng duỗi ra vô tận tỉnh vực đi tới mênh mông nam nguyên thành cư trú nếu như thỉnh thoảng đến đây buôn bán mua hàng hóa cũng không cần thời gian dài ở nơi này chỉ cần lấy được tạm thời giấy thông hành lại cái giá tiền này sẽ càng thêm tiện nghi. Trong suy tư, hô, tác la gia mang theo tầng trần, trực tiếp hàng lâm một tòa cửa thành. Nam Nguyên thành Nam thành môn, mênh mông nguy nga, đủ dung nạp hải lượng siêu thoát cắt ra ra vào vào. Rất nhiều siêu thoát các hành tẩu ở chỗ này, số lượng nhiều, để tầng trần cũng theo đó chắc lưỡi. So với sơ thủy vũ trụ, này Nam Nguyên Thành mới là đại địa hướng, siêu thoát số lượng quả thực so con kiến còn nhiều hơn. Tần Trần tràn đầy phấn khởi nhìn, lần đầu tiên tới này vũ trụ hải khổng lồ thành trì, Tần Trần nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, tại sơ thủy vũ trụ đều cực ít ỏi siêu thoát, ở chỗ này nhưng đều chỗ nào cũng có. Đương nhiên cũng có siêu thoát phía dưới đám người ra ra vào vào, nhưng cơ bản đều là này Nam Nguyên thành dân bản địa, hay hoặc giả là đi theo hắn đại thế lực cùng đến đây, làm thường thường đều là một ít tối tầng làm việc vặt công tác. Đó là cái gì? Khoa mạc đa thú, đây là vũ trụ hải cao cấp nhất tộc quần khoa mạc đa thú. Một cái khoa mạc đa thú cường giả. Cửa thành, rất nhiều người đi đường thấy thế, ào ào kinh hãi sợ hãi nhìn về phía nơi này, ánh mắt trong đồng thời có ước ao. Tại Nam Nguyên Thành mặc dù một cái đại đế cấp cường giả đều có thể được xưng là cự đầu, có cường đại thân phận và địa vị, cùng bọn họ những thứ này siêu thoát con kiến hôi không cách nào đánh đồng. Vù vù mà ở tầng trần bọn họ rơi xuống nháy mắt, nam thành môn bầu trời chỗ, bỗng nhiên nổi lên một đầu khổng lồ giống như thanh loan phi cầm một dạng cơ giới pháo đài, này cơ giới trong pháo đài từng khỏa thanh sắc tỉnh quang bỗng nhiên sáng lên, giống như một song song con mắt, ngưng mắt nhìn hướng tầng trần cùng tác la gia. Là nam nguyên thành thành vệ quân cơ giới pháo đài, có xa lạ đại đế đến đây, tự nhiên sẽ có chút cảnh giác. Nam Nguyên Thành mặc dù là trung lập thành trì, nhưng cũng không đại biểu hòa bình, trong thành trì cũng thường thường sẽ có sát lục sinh ra rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp chỉ bất quá mọi người đối lập nhau ở vào một cái so sánh khắc chế trạng thái vị này khoa mạc đa thú tộc quần đại nhân xin hỏi đến đây nam nguyên thành tại tác la gia rơi xuống nháy mắt tức khắc có người mặc khải giáp nam nguyên thành vệ sĩ bay đi đi lên cẩn thận cảnh giác mở miệng đối mặt khoa mạc đa thú tộc quần cường giả bọn họ tự nhiên không dám mạo phạm thái độ vô cùng cung kính trên thực tế bọn họ rất sợ hãi chính là những thứ này xa lạ đại đế cường giả vạn nhất chọc đối phương tức giận trực tiếp đem bọn họ diệt sát tại một cái địa phương nào đó ra đều không còn địa phương ra đại nhân cũng sẽ không bởi vì bọn họ mấy cái thành vệ mà cùng đối phương vạch mặt ngô bản tọa là khoa mạc đa thú nhất tộc gia la tác đi qua này nam nguyên thành qua đến nghỉ tác la gia nhàn nhạt nói còn dùng một cái tên giả trước đó hắn từng tại nam vũ trụ hải đắc tội qua đại nhật phật giới cùng thiên tộc người một khi dùng tên thật đối phương nếu có tâm dùng đại nhật phật giới cùng thiên tộc thế lực rất có thể sẽ dò thăm nơi này dùng giả danh có thể miễn đi rất nhiều phiền toái nguyên lai là gia la tác đại nhân mời đến mời đến thành vệ quân vội vã cung kính hành lễ nói sau đó nhanh chóng thối lui nhiệm vụ bọn họ đến nơi đây cũng liền kết thúc đại để cấp cường giả bọn họ đương nhiên sẽ không tìm lệ phí vào thành, tại Nam Nguyên Thành, đại đế cường giả là có thể miễn lệ phí vào thành dùng. Khà khà. Tát La Gia cười nhìn về phía Tần Trần, đại nhân, chúng ta có thể vào thành. Tần Trần khẽ gật đầu, thân hình nhảy lên, La Na cũng đi theo hắn rơi trên mặt đất. Trước ngươi xem chính là này Nam Nguyên Thành đi, tại đây Nam Nguyên Thành trong ngươi có cái gì không người quen biết có thể chi viện ngươi. Bản thân vào đi thôi. Tần Trần từ tốn nói, chúng ta đến đây tách ra. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần chuyển thân liền muốn cùng tác la gia tự động đi Nam Nguyên thành trong. La Na ngay tại chỗ, thần sắc kinh ngạc. Vốn tưởng rằng bị Tần Trần mang đến sau, đối phương sẽ muốn cầu nàng làm sự tình các loại thậm chí khi hắn tôi tớ chăm sóc đối phương, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần dĩ nhiên trực tiếp thả nàng. Trong lúc nhất thời nàng không có thể kịp phản ứng. Ngay người sau, lana trong lòng lại tràn đầy kinh hỷ có thể thu được tự do ai nguyện ý nghe người ta ra lệnh phụ thân nói đi tới nam nguyên thành sau có thể liên hệ thái nhất thánh địa cô cô lana vội vàng xuất ra một khối đưa tin lệnh bài trước tiên phát ra tin tức này đưa tin lệnh bài là nàng gia tộc lệnh bài đưa tin khoảng cách cũng không rất xa chỉ có đến nam nguyên thành mới có thể liên lạc với bản thân cô 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 nàng năm đó gả cho Thái Nhất Thánh Địa một tên trưởng lão, tại Thái Nhất Thánh Địa cũng có một chút quyền phát biểu, sở dĩ phụ thân mới có thể để cho nàng qua đến đến cậy nhờ cô cô. Thấy gia tộc lệnh bài tin tức thành công truyền đi sau, Lana mới thở vào, sau đó vội vàng đi theo tầng trần phía sau bọn họ đi hướng Nam Nguyên Thành. Bởi vì đi theo tác la gia bọn họ duyên có, Lana cử động cũng không có lọc vào Nam Nguyên Thành thành vệ quân ngăn trở. Thế mà còn không chờ bọn họ một nhóm triệt để đi vào nam nguyên thành bỗng nhiên vù vù nơi xa hỗn độn hư không chỗ một đạo cường đại khí tức bỗng nhiên nhanh chóng tiếp cận lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tới gần nam thành môn chỗ cuối cùng tìm đến mấy tên này tốc độ thật nhanh với lại cư nhiên không có từ đông thành môn vào làm hại ta tại đông thành môn bên ngoài hỗn độn khu vực tìm nửa ngày nếu không phải là nhận được tin tức ta và ngô ngỗi phỏng chừng vẫn còn ở khắp nơi tìm lung tung đây. Thấy nam thành môn miệng tát la da, một đạo thân ảnh này thở vào một cái, đồng thời ánh mắt hiếp lại, nhanh chóng bạo lướt mà tới. Cô lâu hội làm việc tự nhiên có bản thân cách thức, tại Nam Nguyên thành mỗi cái cửa thành đều an bài nhân viên, bọn họ biết Tần Trần một nhóm nếu muốn đi vào Nam Nguyên thành, tất nhiên sẽ theo mấy cái chủ thành môn đi vào, sẽ dĩ Tần Trần bọn họ vừa đến Nam thành môn trước tiên, Tin tức cũng đã truyền cho cách đó không xa huyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế. ầm uhm. Huyết mãn đại đế thân hình bay đi, khí tức kinh cũng không kiên nể gì cả, quét sạch tứ phương, tạo thành hư không gió lốc lớn đem không ít chính lước về phía nam thành môn siêu thoát các cường giả trực tiếp thổi bay đi ra ngoài, ngã trái ngã phải, thậm chí có một ít siêu thoát các càng là thân thể vỡ ra, ào ào thổ huyết không thôi. Là khô lâu hội huyết mãn phó hội trưởng thế nào khí thế như vậy ồn ào. Nhìn người tới, mọi người hơi biến sắc mặt, bị thổi bay mọi người giận mà không dám nói gì, từng cái cúi đầu, mà nguyên bản tụ lại ở cửa thành rất nhiều siêu thoát các cũng vội vàng tán đi đội hình, sợ bị vạ lây người vô tội. Cô lâu hội, chính là Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong, nếu như đắc tội bọn họ, người thường tại đây Nam Nguyên thành căn bản nửa bước khó đi. Hả? chính đi hướng nam nguyên thành tần trần cũng cảm thụ được phía sau lướt tới khí tức bước chân hắn cũng là liên tục cùng tác la gia tiếp tục đi hướng nam nguyên thành tiền bối la na cũng nghe đến mọi người chung quanh nghị luận sợ đến vẻ mặt trắng bệch vội vàng đuổi theo tần trần cùng tác la gia cước bộ vị này chính là la gia truyền nhân huyết măng đại đế ở phía xa trên bầu trời liếc mắt liền thấy tần trần bên cạnh hai người la na vô không thần thụ bí mật ngay người này trên thân Uhm. dưới con mắt mọi người, huyết mãn đại đế thân hình bay đi, trong nháy mắt liền đã đi tới nam thành môn miệng. những thành vệ quân kia căn bản không dám ngăn trở, vội vàng tán đi thân hình, chuẩn bị để huyết mãn đại đế thông qua. nào ngờ huyết mãn đại đế cũng không trực tiếp đi vào nam nguyên thành, mà là tại nam nguyên thành cổng nháy mắt rơi xuống, lại là trực tiếp ngăn ở đi hướng nam nguyên thành khoa mạc đa thú một nhóm trước đó. huyết mãn đại đế là hướng về phía này khoa mạc đa thú nhất tộc cường giả tới. Cửa thành tất cả mọi người giật mình một cái, nghĩ vậy khả năng, đều biến sắc. Tình huống gì? Nam Nguyên thành Nam thành môn cửa. Lúc này, nhìn cường thế ngăn lại tác la gia một nhóm khô lâu đà chủ, tất cả mọi người ngẩn ra, cảm giác được không hay, cả người kích khởi chi chít nổi da gà. Bởi vì, huyết mãn đại đế chuyến này thế tới hung hăng, mười phân bá đạo cùng kiêu ngạo, dáng vẻ cũng không bình thản, giống như là muốn trả thù vậy. Đây là hai bên trong có thù gì hận sao? Trong nháy mắt, rất nhiều người trong lòng hoảng sợ, cảm thấy không lành, âm thầm lui lại. Nếu như đế cấp cường giả trong mâu thuẫn, nhất định sẽ đưa tới đại ba động, tạo thành hậu quả đáng sợ. Lúc này cửa thành, cơ hồ mỗi người cũng không dám động, đều là khẩn trương nhìn về phía trước trên đất trống mấy người, chờ đợi tình thế phát triển thậm chí ngay cả cửa thành đám kia thành vệ quân cũng do dự ba phen không dám lên trước thăm dò bọn họ tuy là thuộc phủ thành chủ nhưng là vị trí thấp nhất thành vệ quân bất kể là khô lâu hội huyết mãn đại đế vẫn là này khoa mạc đa thú nhất tộc đều không phải bọn họ có thể đắc tội nổi nếu như không cẩn thận chết ở chỗ này phủ thành chủ căn bản sẽ không bởi vì bọn họ mấy cái mà cùng đối phương vạch mặt vũ trụ hải quy cũ chính là chỗ này sao tàn khốc con kiến hôi là không có nhân quyền. Vù vù. Trên cửa thành khoảng không, Thanh Loan Phi cầm cơ giới pháo đài cũng treo trên bầu trời lên, khóa chặt nơi này. Cơ giới pháo đài trong. Một tên đầu có hai sừng, có một đôi con mắt màu vàng ống, toàn thân da thịt xanh thẳm đại đế chính đứng ở nơi đó, bị một đám người vây quanh. Thông qua cơ giới pháo đài cảm nhận, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn phía trước trên đất trống thân ảnh, mặt hơi biến sắc. Lam Ly đại nhân, này huyết mãn đại đế tại sao phải cùng đối phương làm hơn gián điệu, nơi này là nam thành môn cửa, chúng ta muốn không nên nhúng tay. Một bên một tên thân hình viễn chuyển, có một đôi sâu con mắt màu tím nữ tử cao mày mở miệng, nàng thân hình vô cùng nóng bỏng, nhưng tức giận thế cũng là có chút sắc bén. Này tòa thanh loan cơ giới pháo đài, chính là tùy phủ thành chủ bộ hạ Lam Ly trưởng khống, người này tại Nam Nguyên Thành coi như là có uy danh hiển hách, tại hai cái kỷ nguyên trước vừa mới trở thành sơ kỳ đại đế, là Nam Nguyên thành một viên từ từ tân tinh. Không ngại. Toàn thân gia thịt lam sắc lam ly ổn trọng đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua thanh loan phi cầm cơ giới pháo đài tiếp nối Nam Nguyên thành đại trận, hắn biết rõ cảm nhận đến chung quanh đã có không ít đại đế chú ý đến nơi đây. Nam Nguyên thành bên trong cấm người thường trong tùy ý sát lục, nhưng đại đế trong chiến đấu bình thường cũng sẽ không quản quá nghiêm, muốn chi đối phương vẫn còn ở ngoài cửa thành. Lam Ly hiếp mắt, huyết mãn đại đế ở cửa thành bên ngoài ngăn lại đối phương, đây là sợ là muốn thật lớn xuất thủ. Dù sao tại Nam Nguyên thành bên trong động thủ, nếu như tiếng động quá lớn, vẫn sẽ lọt vào ngăn trở, nhưng ngoài thành thì bất đồng, cho dù đại chiến sinh tử, đơn giản cũng sẽ không lọt vào ngăn trở. Bất quá, khoa mạc đa thú tộc quần uy danh hiển hách, mặc dù chỉ là một đầu bình thường khoa mạc đa thú, một khi làm lớn chuyện cũng khó tránh khỏi sẽ có phiền toái, khô lâu hội lại không phải là đồ ngốc, tại sao lại tùy tiện cùng đối phương chống lại? Hay là nói, trong này còn có cái gì ẩn tình? Lam Ly nhìn chầm chầm phía trước chỗ trống, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Không quản, xem trước tình thế phát triển, làm tiếp quyết định. Từ lúc tác la gia bọn họ hàng lâm trước tiên, Lam Ly cũng đã đem tần trần bọn họ tình báo hội báo lên, xa lạ đại đế cường giả, cộng thêm khoa mạc đa thú nhất tộc, phủ thành chủ tự nhiên cần chú ý cùng lập hồ sơ. Nam thành môn cửa Huyết mãn đại đế sau khi rơi xuống đất, ánh mắt trước tiên liền rơi sau lưng tầng trần trên thân. Vô không thụ dịp ngay người này trên thân. Chăng huyết mãn đại đế con mắt để mắt tới, cả người tự như cùng chăng một đầu độc xà nhìn thẳng một dạng, cả người cứng đờ, não hải nháy mắt trống rỗng. Huyết mãn đại đế khà khà cười nhạt hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía tầng trần cùng tác la gia, nhìn chầm chầm tác la gia, hắn tự nhiên không dám càng rỡ, đồng thời tác la gia bên cạnh tầng trần, hắn càng là trọng điểm chú ý. Hắc thập trong tình báo, đầu này khoa mạc đa thú xưng hô người này là đại nhân. Có thể bị khoa mạc đa thú gọi là đại nhân, sao lại là người bình thường? Sở dĩ hắn tự nhiên phải cẩn thận theo. Thật mạnh ẩn giấu năng lực. Nhìn chầm chầm tầng trần, khuyết mãn đại đế đồng tử hơi hơi co rụt lại bởi vì không quản hắn thế nào nhìn tầng trần lại là đều không thể cảm nhận đi ra tầng trần tu vi duy nhất có thể cảm nhận đi ra ngoài là đối phương cảnh giới tu vi dường như cũng không cao thâm bởi vì tại tầng trần trên thân hắn cũng không cảm thụ được cái loại này theo vũ trụ hải trong chém giết đi ra thượng vị giả trên thân khí tức ngược lại vô cùng bình thản hoặc nhìn lúc này một cái nhà bên đại nam hài một dạng này nhưng phiền toái đối mặt không biết cường giả, huyết mãn đại đế tự nhiên cũng không dám quá mức lỗ mãn, cho dù này Nam Nguyên Thành là hắn khô lâu hội địa bàn. Hừ, các hạ là ai, ngăn ta lại cùng làm cái gì? Đây là muốn tìm phiền toái sao? Thấy bản thân vào thành đường bị ngăn lại, tắc la da sầm mặt lại, không khỏi hừ lạnh nói. ầm uhm. một đạo mơ hồ khí tức từ trên người hắn tản mát đi ra, giống như như vòi rồng quét ngang. Đổi thành trước đây hắn người khác dám như vậy chặn đường, đã sớm tính khí nóng nảy động thủ, nhưng trước đó đại nhân truyền âm cho hắn, muốn lấy đức thu phục người, sở dĩ hắn mới an tĩnh như thế. Nhị vị, tìm phiền toái hẳn là các ngươi chứ. Khuyết mãn đại đế hiếp mắt, nhìn tần trần cùng tác la gia, ta khô lâu hội cùng nhị vị không oán không cừu, chẳng biết nhị vị lúc trước vì sao muốn cường đoạt ta khô lâu hội con mồi, giết ta khô lâu hội người nhị vị có phải hay không hẳn là cho ta khô lâu hội một câu thuyết pháp đây. Hai người này giết khô lâu hội người, cướp đoạt khô lâu hội con mồi. Khó trách huyết mãn đại đế sẽ ngăn lại đối phương. Trên sân lúc này cũng vang lên trận trận nghị luận ồn ào tiếng. Giám động khô lâu hội người, hai người này có chút to gan A, à, cho dù đối phương là khoa mạc đa thú nhất tộc, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, mà khô lâu hội là nam nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong, luôn luôn tại Nam Nguyên Thành bá đạo quen, có thể trở thành là Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong cái nào không phải bá đạo thô bạo. Chủ, dựa vào là thực lực, không có thực lực cũng sẽ không thượng vị. Tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Giết ngươi khô lâu hội người. Động tới ngươi con mồi. Tác la Gia mắt nhìn Tần Trần, thấy Tần Trần một câu không nói, dường như dù cho hắn phát huy, tức khắc hướng về phía huyết mãn đại đế dễu cật nói, thế nào, chúng ta hành động chẳng lẽ còn phải nghe ngươi khô lâu hội hay sao? Chỉ bất quá giết vài con kiến hôi mà thôi, muốn giết. Dĩ nhiên là giết, còn cần gì lý do sao? Cúc. Hí. Chung quanh tức khắc một trận hít một hơi lãnh khí. Không hổ là khoa mạc đa thú nhất tộc, lớn lối như vậy bá đạo sao? Trực tiếp để khô lâu hội huyết mãn phó hội trưởng Cúc. Khẩu khí thật là lớn. Huyết mãn đại đế vẻ mặt cứng đờ, khuyết khí dân trào không khỏi khó coi vô cùng trong lúc đối thoại tự nhiên cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài nam nguyên thành cổng tiếng động thật đã sớm tại nam nguyên thành trong quét sạch ra rất nhiều đại đế đều đã chú ý đến nơi đây ta muốn giết cứ giết còn có cần gì lý do sao tắc la gia nói có lòng chú ý nam nguyên thành các đại đế cũng nghe được thật là bá đạo thú vị đây là không có chút nào cho khô lâu hội mặt a à. Hừ, khoa mạc đa thú nhất tộc tuy là cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể địch nổi. Đây là chính là một đầu bình thường khoa mạc đa thú mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Những thứ này các đại đế vừa mừng vừa sợ, để cho bọn chúng lên đánh đánh giết giết tự nhiên không muốn, có thể nhìn đến khô lâu hội cùng mới tới Nam Nguyên thành đại đế nổi lên va chạm. Rất nhiều thế lực cùng đại đế quả thực lúc này xem cuộc vui đồng dạng, khỏi bàn có bao nhiêu hưng phấn. Lúc này, Nam Nguyên thành Nam thành môn cửa phụ cận một tòa lầu cắt trên, khô lâu hội tả khô hội trưởng chẳng biết lúc nào cũng đã ngồi ở chỗ này, xuyên thấu qua lầu cắt nhìn xa xa phía trước. Hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng đứng ra, để tránh khỏi để cho mình dính vào phiền toái, sẽ chỉ ở sau lưng điều khiển từ xa, trừ phi là gặp phải huyết mãn đại đế không cách nào giải quyết phiền toái, hắn mới sẽ ra mặt. Mà giờ khắc này, hắn tự nhiên cũng nghe đến tác la gia cùng huyết mãn đại đế đối thoại hừ, khẩu khí thật là lớn. Hắn sắc mặt tức giận. Tác La Gia nói coi như là đưa hắn khô lâu hội thể diện đặt ở dưới chân đạp. Hả? Đúng lúc này, tả khô hội trưởng nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên giơ tay lên, trong khoảnh khắc, trong tay hắn cũng đã xuất hiện một khối lệnh bài lệnh bài trong, rất nhiều tin tức nhanh chóng dũng mãnh vào hắn não hải. Ồ! Căn cứ vạn cổ các tình báo, khoa mạc đa thú nhất tộc trọng yếu trẻ tuổi trong, cũng không có gọi gia la tung ra nói như vậy này gia la tung ra chỉ là khoa mạc đa thú tộc quần trong bình thường một thành viên tả khô hội trưởng ánh mắt lóe lên vạn cổ cát chính là vũ trụ hải trong cao cấp nhất một thế lực một trong bọn họ thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải tại nam nguyên thành cũng có phân bộ rất nhiều thế lực cũng sẽ hướng vạn cổ cát mua tình báo mà vạn cổ cát cũng là không lừa dối công khai ghi giá cũng sẽ không bởi vì người mua thân phận mà có chút dấu giếm. Nhìn lại cùng ta dự liệu không sai, chân chính khoa mạc đa thú nhất tộc hạch tâm sao lại cam nguyện xưng hô tộc khác đàn là đại nhân. Nói không chừng, này một đầu khoa mạc đa thú không nhưng chỉ là khoa mạc đa thú tộc quần bình thường một thành viên, thậm chí có khả năng đã bị. Trục xuất tộc quần cũng không nhất định. Tả khô hội trưởng hít mắt, nháy mắt hướng về phía huyết mãn đại đế truyền ra tin tức, huyết mãn ta khô lâu hội địa bàn là giết ra đến, hắc ám thế lực uy danh cũng là giết ra đến, nếu không nể mặt như vậy, vậy thì nhìn một chút đối phương đến có một chút năng lực. Thăm dò ra đối phương cạn kẻ, nhưng cũng không thể sơ suất. Tả khô hội trưởng tin tức truyền ra, băng lãnh nhìn phía xa cửa thành, ánh mắt lạnh lùng. Cửa thành Huyết mãn đại đế ánh mắt trong tràn đầy hung lệ. Làm sao nhẫn? Nhịn nửa đi xuống, hắn khô lâu hội sợ là sẽ lọc vào toàn bộ nam nguyên thành chế nhạo ầm uhm. lúc này một đạo đại đế khí tức lần thứ hai lướt tới tại đây đại đế bên cạnh còn đi theo một đám hắc y nhân ngô ngỗi phó hội trưởng chính là bọn họ người tới chính là ngô ngỗi đại đế mà ở ngô ngỗi đại đế bên cạnh bọn họ lại là chăng tần trần tha một mạng hắc thập mấy người xa xa thấy tần trần mấy người sau vội vàng mở miệng ngô ngỗi đến Huyết mãn đại đế trong lòng vui vẻ, đồng thời hắn cũng tốt nhận được tả khô hội trưởng ra lệnh, tức khắc bột phát ra vô tận vẻ hung ác. Hảo hảo hảo. Huyết mãn đại đế khoát tay, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh chiến đao. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ thực lực cỡ nào, dám như thế không đem ta khô lâu hội để vào mắt. ầm! Uhm. Huyết mãn đại đế bỗng nhiên thẳng hướng tác la gia cùng tầng trần. Khi lấy được hội trường đại nhân ra lệnh cùng thấy ngô ngỗi trợ giúp sau, huyết mãn đại đế không còn có bất kỳ lo âu nào, ứ động rất nhiều tức giận trong nháy mắt này bộc phát ra. ầm ầm Một đạo đáng sợ đại đế khí tức từ trên người huyết mãn đại đế trực tiếp bộc phát ra. Nháy mắt, huyết mãn đại đế khí tức đột nhiên bạo phát, trong cơ thể đại đế bản nguyên cũng đã thiêu đốt, dù sao tác la gia chính là khoa mạc đa thú nhất tộc, tự nhiên để huyết mãn đại đế trong lòng vô cùng cảnh giác, vừa ra tay chính là thi triển ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Trừ không có thi triển bản thể, huyết mãn đại đế cũng đã bộc phát ra bản thân chiến lực mạnh nhất. Vỡ vụn đi. Huyết mãn đại đế trong tay huyết sắc chiến đao hóa thành tàn ảnh cuốn tới, trực tiếp phá vỡ vô tận khí tức thiên địa, mang theo các toàn bộ vạn cổ ý cảnh trong nháy mắt muốn tới tầng trần trước mặt bọn họ. Hắn đao ý cuồn cuộn, phong tỏa hư không, đã hoàn toàn khóa chặt phía trước tầng trần. Hoa mạc đa thú nhất tộc khí tức hắn có thể có cảm giác biết, chính là sơ kỳ đỉnh cấp đại đế, nhưng Tần trần khí tức hắn nhưng căn bản cảm nhận không ra, sở dĩ nếu là thăm dò, hắn vừa ra tay liền giết hướng Tần trần, làm chính là muốn biết rõ ràng cái này chăng tác la gia xưng là đại nhân nhân tộc, cuối cùng có năng lực gì. Đây cũng là hội trường đại nhân ra lệnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn chiến đao bổ trúng Tần trần, một bên tác la gia sắc mặt đại biến, cũng là chợt động tự tìm cái chết. Tác la da khổng lồ giống như sơn phong một dạng phần đuôi chợt đảo qua, kịch liệt âm bạo thanh trong, tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh giống như tiếng sét đánh cùng huyết mãn đại đế trong tay huyết sắc chiến đao rầm rầm đụng vào nhau. ầm ầm, Kinh người nổ vang, huyết mãn đại đế cùng tác la da đồng thời lui lại ra, mà tác la da kiên cố phần đuôi trên, lại là bị đánh không mở ít lân phiến, có từng ti từng ti tiên huyết chảy ra, tại ánh mắt mọi người dưới, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ rất nhanh thì khép lại. Tác La Gia ngưng trọng nhìn về phía trước huyết mãn đại đế. Một kích dưới, hắn dĩ nhiên thụ thương. Tuy là hắn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong đại đế, nhưng khoa mạc đa thú nhất tộc đáng sợ nhất chính là khủng bố thân xác, cùng cấp bậc công kích, rất khó xé rách trên người bọn họ kiên cố khải giáp, cho nên mới có thể ở vũ trụ hải trong có như thế uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ một chiêu kia, hắn tại trong huyết mãn đại đế dưới sự công kích thân xác trực tiếp bị xé nứt mở một ít, hơn nữa còn có từng đạo đáng sợ linh hồn trùng kích dọc theo công kích chỗ dân tới hắn não hải, nếu không phải hắn khoa mạc đa thú nhất tộc linh hồn cứng cỏi, đổi thành bình thường sơ kỳ đỉnh phong đại đế, nói không chừng sẽ linh hồn tán loạn. Hỗn độn cấp quy tắc lực lượng, sơ kỳ đỉnh cấp ý chí công kích. Tác La Gia băng lãnh nhìn huyết mãn đại đế, có thể thương tổn được bản thân, Nói rõ trước mặt này huyết mãn đại đế tuy là cũng là sơ kỳ đỉnh phong đại đế, nhưng tại một quy tắc đại đạo lĩnh ngộ trên, cũng đã đạt đến hắn chỗ cảnh giới cực hạn, đồng thời còn ẩn chứa cực hạn cấp linh hồn ý chí công kích. Khó trách người này có thể ở cường giả này như vân nam chi nguyên thành sông ra lớn như vậy uy danh. Khoa mạc đa thú, thật đúng là phiền toái. tác La Gia trong lòng ngưng trọng, huyết mãn đại đế nhìn khoa mạc đa thú càng là đau đầu vô cùng lúc trước một kích kia hắn cũng đã thi triển ra bản thân tuyệt chiêu đổi thành bình thường cùng cấp bậc đại đế coi như không chết cũng muốn trọng thương nhưng bởi vì khoa mạc đa thú đáng sợ thiên phú và phòng ngự cũng chỉ là chịu một chút thương nhỏ khiến hắn làm sao không đau đầu giết một kích không trúng huyết mãn đại đế gầm lên một tiếng lần thứ hai đánh tới hừ tác la gia cũng tức giận một tiếng ám con ngươi màu vàng trong có sát ý sôi trào phóng lên cao. Nếu để đại nhân ở trước mặt mình bị tập kích, vậy đại nhân đối với mình đánh giá hẳn là sẽ giảm bớt nhiều, sau này bản thân còn mặt mũi nào theo đại nhân. Trong tức giận, song phương nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Trong nháy mắt, rất nhiều khủng bố bạo tạc cùng đáng sợ đao quan trùng trùng điệp điệp, tràn ngập thiên địa. Một phe là khoa mạc đa thú nhất tộc cường giả, một phe là nam nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong khô lâu hội phó hội trưởng song phương tại cấp bậc tương đồng dưới tình huống, trong lúc nhất thời lại là thế lực ngang nhau. Lợi hại, đều nói khoa mạc đa thú nhất tộc phòng ngự kinh người, cùng cấp bậc vô địch, hiện tại nhìn qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Nguyên Thành, cường giả như mây, khuyết mãn đại đế có thể ở Nam Nguyên Thành rất nhiều đại đế trong bộc lộ tài năng, trở thành khô lâu hội phó hội trưởng, dựa vào là vô số năm qua sát lục, những năm gần đây, chết ở huyết mãn đại đế dẫn dắt ám sát trong hành động đại đế cường giả sợ là không dưới 10 cái, nhưng lại là mảy may không làm gì được Gia La Tát. Khoa mạc đa thú tộc quần cường đại uy danh, quả nhiên không phải không phải hư danh. Song phương giao thủ, chăng nam nguyên thành rất nhiều đại đế cấp cường giả chú ý đến, từng cái âm thầm tháng phục. Lúc này, tác La Gia cùng huyết mãn đại đế cũng đã đánh ra chân hỏa, song phương đều đã hóa thành bản thể, một bên là nguy nga hùng dũng khổng lồ huyết mãn, một bên là cả người lân giáp giống như quá cổ hoang thú vũ trụ tinh thú, hai bên trong đang dùng rất truyền thừa mạnh mẽ cùng huyết mạch đang tiến hành đối kháng. Có thể dự kiến là, kèm theo song phương giao thủ xâm nhập, cũng đã đạt đến sơ kỳ đỉnh phong đại đế cực hạn huyết mãn đại đế, lúc này tại trong chăn dần dần áp chế. Không hổ là khoa mạc đa thú nhất tộc, cùng cấp bậc dưới, sợ là căn bản không sợ bất kỳ tộc quần chăng hắn xưng là đại nhân nhân tộc, lại có gì cùng năng lực. Mọi người giải khai càng nhiều, ngưng mắt nhìn hướng tầng trần ánh mắt liền cũng là cảnh giác. Ngay từ đầu, bọn họ đều cho là tác la gia chỉ là một đầu bình thường khoa mạc đa thú, nhưng hiện tại xem ra, đối phương có thể ở tu vi cũng không dẫn trước huyết mãn đại đế dưới tình huống, chế trụ dựa vào vô tận sát lục tại Nam Nguyên Thành đứng thẳng góp chân huyết mãn đại đế, hiển nhiên cũng không phải là tưởng tượng vậy suy nhược. Này tác la gia thậm chí liền cái huyết mãn đại đế trong khoảng thời gian ngắn đều không bắt được tới. Tần Trần nhìn trước mắt chiến đấu, cũng là cho mày. Quá dày vò. Một cái sơ kỳ đỉnh phong đại đế mà thôi, tuy là kinh nghiệm chiến đấu thoạt nhìn có chút phong phú, thủ đoạn cũng nhiều vô kể, nhưng ngươi chính là uy danh hiển hách khoa mạc đa thú, nhỏ như vậy năng lực. Tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ trên, này tác la gia còn rất sơ cấp, so với kia huyết mãn đại đế đều không kém ít, khó trách yếu như vậy. Tần trần tinh mắt cỡ nào, trong khoảnh khắc liền đã nhìn ra tác la gia điểm yếu. Nhìn lại phía sau vẫn là phải nghĩ biện pháp chỉ điểm một chút này tác la gia phép tắt cảm ngộ, đề thăng một chút hắn có thể chịu đựng. Tần trần yên lặng nghĩ đến. Tần trần tại đây suy tư, nam nguyên thành bên trong trong lầu cát, tả khô hội trưởng càng là sắc mặt khó coi, gấp rút lần thứ hai đưa tin, ngô ngỗi, ngươi cũng động thủ, thử xem tiểu tử kia hư thực. Vâng, hội trưởng. Ngô Ngỗi Đại đế chính ở giữa trời cao chú ý chiến đấu, khi nhận được tả khô hội trưởng ra lệnh trong nháy mắt phút chốc động. Chết. Thân hắn ảnh giống như một đạo ảo ảnh, suy một tiếng liền bỗng nhiên biến mất ở hư không, giống như ẩn nhập thế giới kia. Ngô Ngỗi Đại đế biến mất. Hắn cũng động thủ. Không ít người xem nơi này đại đế mí mắt kinh hoàng. Tiểu tử kia phiền toái ngô ngỗi đại đế cùng huyết mãn đại đế đều là khô lâu hội phó hội trưởng hai người này tại nam nguyên thành uy danh hiển hắc chết ở hai người bọn họ trong tay đại đế cấp cường giả đều có không ít trong ngô ngỗi đại đế dùng âm lãnh công kích làm chủ ám sát thủ đoạn càng phải tại huyết mãn đại đế trên ầm uhm. ngô ngỗi đại đế vừa mới nháy mắt mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra cái gì một đạo đáng sợ âm lãnh công kích cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tần trần Đối phương tựu như cùng một cái âm lãnh độc trùng, tại bỗng nhiên phát động bản thân một đòn tất sát. Không tốt. Trốn ở tầng trần bên cạnh Lana trong nháy mắt linh hồn sợ hãi, não hải trống rỗng, tư duy đều nháy mắt đình trệ. Nàng nhìn thấy, một đạo âm lãnh công kích tựu như cùng vượt qua thời gian và không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đã đi tới tầng trần phía sau, tại nàng ánh mắt nhìn đến đạo này công kích nháy mắt, hết thảy đều như là lộn ngược đồng dạng, sớm đã căn bản không có cải biến. Nói ám sát thủ đoạn, ngô ngỗi đại đế so với huyết mãn đại đế còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là tần trần. Đang lo tác la gia lãng phí thời gian đây, cư nhiên bản thân đến tìm chết. Tần trần cảm giác phía sau ngô ngỗi đại đế công kích, ở trong mắt la na giống như tương lai cũng đã xảy ra, căn bản không có cải biến công kích, tại tần trần cảm nhận bên trong lại chậm chậm giống như ốc sên một dạng. Hừ! Tần trần thần sắc mờ nhạt, tay phải phất tay, thuận tay về phía sau cứ như vậy xét dò. Vù vù. Hắn thủ trưởng trực tiếp xâm nhập vào giống như không cách nào ẩn nhập đáng sợ hư không thiên địa, tiếp xúc phải ngô ngỗi đại đế đánh tới âm lãnh lực lượng. Hả? Ngô ngỗi đại đế thân hình theo trong hư không xuất hiện, con ngươi nháy mắt trừng tròn xoe, hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng nghiền ép lên đến, trong tay hắn mực hắc đế binh cùng tầng trần đại thủ tiếp xúc với nhau, hắn đế binh liền giống như mỏng manh đậu hũ, tự như một viên đánh về phía núi cao trứng gà, nháy mắt vỡ vụn rời khỏi. sau đó một bàn tay này liền sinh sinh xâm nhập vào các đại đế trong thân thể. ngô ngỗi đại đế thân thể căn bản không có ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn tầng trần bàn tay gần giống như chọc một trang giấy, liền đơn giản xuyên thấu qua hắn bên thân. ta. À, ngô ngỗi đại đế thân hình dạy ra giữa không trung, theo trong hư không hiển hiện ra, sau đó kinh ngạc cúi đầu nhìn mình lồng ngực hắn trên lồng ngực có một cái đen kịp cửa động thật giống như bị lấy ra đi cái gì ngẩng đầu hắn liền thấy bản thân đại đế trái tim không ngờ rơi vào trước mặt tần trần trong lòng bàn tay một cái nháy mắt ngô ngỗi đại đế đại đế trái tim liền bị tần trần lấy ra đi toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều không còn kịp phản ứng xảy ra cái gì mãi đến thấy ngô ngỗi đại đế trống chân thân thể cùng tần trần trong tay đại đế trái tim mới hiểu được lúc trước hai người giao thủ lại là cũng đã kết thúc nơi xa đang cùng tác la gia giao thủ huyết mãn đại đế cũng dừng lại giao thủ hoảng sợ nhìn phía xa một màn này cùng hắn có sinh tử chi giao song phương từng có vô số lần hợp tác liền hắn cũng có chút bội phục ngô ngỗi đại đế dĩ nhiên đang vừa đối mặt liền bị lấy tim không hổ là hắc ám thế lực ngươi trái tim quả nhiên cũng là đen tần trần nhìn trong tay lưu chuyển hắc ám hào quang đại đế trái tim giọng điệu mờ nhạt nói sau đó tại dưới con mắt mọi người tay phải hơi hơi dùng sức tại chỗ bóp xuống không được ngô ngỗi đại đế phát ra hoảng sợ gào thét dừng tay nơi xa quan sát tả khô hội trưởng cũng là kinh hãi vội vàng lao ra nhưng căn bản không kịp cứu viện dù sao tầng trần bực này cường giả xuất thủ tốc độ thật sự là quá nhanh xì xì một tiếng ngô ngỗi đại đế đại đế chi tâm bị cứng rắn bóp vỡ ra, giống như một khỏa mỏng manh trứng gà, nháy mắt nổ tung. Gia la tác, cho. Tần trần khoát tay, một quả bị bóp vỡ đại đế chi tâm nháy mắt rơi xuống tác la da trước mặt. Tác la da sửng sốt, tình huống gì? Vô ý thức, hắn mở cái miệng rộng, đem đại đế chi tâm cho nuốt vào. Từng ực. Ẩn chứa nồng nặc đạo tắc chi lực đại đạo chi tâm bị tác la da nuốt vào trong bụng, tức khắc tràn đầy đều là nồng nặc đại đạo pháp tác lực chảy xuôi, một loại chắc bụng cùng cảm giác thỏa mãn, nháy mắt tràn ngập tác la da nhũ đầu, đem nồng nặc đại đạo pháp tác lực luyện hóa hấp thu. Khoa mạc đa thú nhất tộc, chính là vũ trụ hải trong tinh thú nhất tộc, cường đại vô cùng, liền khoáng vật ngôi sao đều có thể luyện hóa, này đại đế chi tâm cho hắn thời gian nhất định, tự nhiên cũng có thể tiêu hao không ít. Phốc, giống như trái cây vậy nổ tung đại đế chi tâm tại tác la gia trong miệng liên tục nổ tung, tác la gia trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài phép tắc khí tức, lộ ra thỏa mãn say sưa thần sắc. Thoải mái. đích thực quá thoải mái. Đại đế phép tắc hắn cũng không phải không có luyện hóa, nhưng mà giống như bây giờ, trực tiếp bóp vỡ nhét vào trong miệng hắn, hắn vẫn là lần đầu tiên có đãi ngộ như thế. Không Ngô ngỗi đại đế vạn phần hoảng sợ nhìn mình bị bóc vỡ đại đế chi tâm bị tác la da nuốt vào, hắn bên thân nháy mắt chậm rãi sụp đổ ra, khí tức liên tục hạ xuống. Đại đế chi tâm, chính là đại đế thân thể hạch tâm, ngưng tụ bất kỳ một cái đại đế toàn bộ đạo tắc lực lượng. Một khi đại đế chi tâm bị bóc vỡ, nguyên bản ngưng luyện ra phép tắc đế khu sẽ chậm rãi sụp đổ, cảnh giới rớt, không còn nữa trước đó cường đại. Lúc này, ngô ngỗi đại đế cảnh giới, theo sơ kỳ đỉnh phong đại đế liên tục rớt một mực rơi xuống chuẩn đế cảnh giới mới đình chỉ rớt hắn ánh mắt trong tràn đầy tuyệt vọng mất đi đại đế chi tâm hắn coi như là bị phế đi một thân tu vi đương nhiên hắn còn có lần nữa khôi phục đại đế cảnh giới khả năng nhưng độ khó cao mấy như lên trời với lại cho dù hắn tiêu hao vô số tuế nguyệt lại lần nữa trở lại đại đế cảnh giới bởi vì tiên thiên hữu khuyết còn muốn trở lại trước đó thực lực cảnh giới cũng gần như không có khả năng Tại bóp vỡ ngô ngỗi đại đế đại đế chi tâm sau, tần trần sắc mặt mờ nhạt, không còn quan tâm ngô ngỗi đại đế, mà là nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cách đó không xa huyết mãn đại đế. Không được. Huyết mãn đại đế cả người lạnh lẽo, lúc này toàn thân hắn nổi da gà đều nhô ra, thật giống như bị tử thần nhìn thẳng một dạng, cả người cứng đờ, có giữa sinh tử thật kinh khủng tại hàng lâm. Xong, người này nhìn thẳng ta, trốn huyết mãn đại đế não hải trống rỗng, quanh năm chém giết cùng chiến đấu, để cho hắn bất chấp sẽ cùng tác la gia giao thủ, trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt thiêu đốt, cả người nháy mắt phóng lên cao. Trốn. Đây là trong đầu hắn duy nhất ý niệm trong đầu. Muốn đi. Tần trần khóe miệng cười mỉm, cước bộ bước ra, mọi người căn bản không thấy rõ xảy ra cái gì, tần trần thân ảnh cũng đã biến mất, một giây kế tiếp, phút chốc xuất hiện tại huyết mãn đại đế trước người. Các hạ trước đó không phải muốn thử xem bản tọa năng lực sao? Chạy thế nào? Tần Trần cười khẽ, tại huyết mãn đại đế hoảng sợ ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng về phía trước lộ ra. Không, vạn lân giáp. Huyết mãn đại đế gào thét, quanh, thân hình hắn hóa thành nguy nga vô cùng huyết sắc cự mãn, ngang ức vạn dặm, thân hình khổng lồ bao phủ thiên địa, sao động ra vô tận khủng bố thủy triều màu đỏ ngòm. Đồng thời, hắn cả người lân giáp trực tiếp dựng thẳng lên, bắn ra, mỗi một mai lân giáp trên đều có kinh người đại đế phù văn nở rộ, đang kịch liệt thiêu đốt trong, nháy mắt hóa thành một mặt thông thiên hộ giáp, trực tiếp đưa ngang trước người, ngăn trở tầng trần công kích. Liều mạng Lúc trước ngô ngỗi đại đế vết xe đổ, để cho hắn không dám kinh thường chút nào, trực tiếp thiêu đốt bản thân bản nguyên, không dám có bất kỳ may mắn, tại ngăn cản trong, thân hình hắn càng là điên cuồng lui. Hội trưởng, cứu ta. Hắn hướng về phía nơi xa Nam Nguyên Thành Hư không kinh sợ rống to, thần sắc sợ hãi. Dừng tay. Nơi xa ở chân trời, một đạo kinh sợ đại hống tiếng vang lên, một tiếng vang ầm ầm, một tòa lầu cắt trực tiếp nổ tung, theo trong lầu cắt phút chốc lao ra một đạo đen kịp thân ảnh, thân ảnh ấy tốc độ cực nhanh, trong sát na trong liền đi ngang qua khoảng cách vô tận, muốn hàng lâm vùng thế giới này. Chính là tả khô hội trưởng. Lúc này, hắn cũng không kịp che giấu mình điên cuồng xông về nơi này tần trần công kích cũng đã để cho hắn mất đi ngô ngỗi đại đế như vậy một cái bộ hạ nếu như nửa mất đi huyết mãn đại đế hắn khô lâu chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề là tả khô hội trưởng hắn cư nhiên tìm phục tại phụ cận đây là quan sát bao lâu nam nguyên thành trong rất nhiều đại đế đều ngạc nhiên nhìn về phía này bạo lướt tới khủng bố thân ảnh từng cái chân mày kinh hoàng nếu như nói huyết mãn đại đế cùng ngô ngỗi đại đế tại Nam Nguyên Thành có uy danh hiển hách nói, như vậy một tay sáng lập khô lâu hội, cũng là khô lâu hội hình thành thành Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong tả khô hội trưởng, tuyệt đối là toàn bộ Nam Nguyên Thành trong một trong những cự đầu, uy danh đủ để cho trẻ con dừng hót, vô cùng tàn nhẫn. Thấy tả khô hội trưởng vọt thẳng đến, huyết mãn đại đế con mắt chỗ sâu bộc lộ ra ngoài vẻ kích động cùng mừng như điên. Thế mà, trên mặt hắn mừng như điên còn không có rơi xuống liền nghe rắc rắc một tiếng vang lên hắn hoảng sợ quay đầu liền thấy tầng trần lộ ra tay phải tại va chạm vào hắn vạn lân giáp sau lại giống như một thanh lợi nhận chọc vào một tờ giấy mỏng trên giấy xoẹt một tiếng liền bị xé rách đến ầm cả tòa vạn lân giáp đại trận nháy mắt sụp đổ không có khả năng khuyết mãn đại đế đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim mi tâm trong đau nhức vô cùng trái tim phốc phốc kinh hoàng. Hắn vạn lân giáp, là hắn tế luyện trăm triệu năm chí bảo, một khi thi triển, cho dù trung kỳ đại đế muốn phá vỡ cũng không phải đơn giản việc, nhưng tại trước mặt tầng trần dưới sự công kích, hắn vạn lân giáp lại giống như thiết thạch trước trứng gà giống nhau yếu ớt, để cho hắn trong lòng làm sao không sợ. Hội trưởng Hoảng sợ trong, huyết mãn đại đế sử dụng ra bú sữa mẹ thái độ, một mảnh điên cuồng dừng lại một chút gào thét cầu cứu, mặt bên thân hình như điên lui. Cái gì gào? Giết lợn một dạng. Tần trần chân mày nhíu lên, ánh mắt mờ nhạt, tay phải tùy ý xuyên thấu vạn lân giáp sau, cứ như vậy nhẹ nhàng chụp tới. Phốc. Khuyết mãn đại đế nháy mắt cảm giác mình như là bị châm thủng một dạng, trên thân khí lực nhanh chóng chảy xuôi biến mất, mắt tối sầm lại. Sau đó hắn liền thấy, bản thân lồng ngực chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng thông thấu có thể thẳng tắp thấy nơi xa cảnh sắc ta tâm can bị lấy ra huyết mãn đại đế mắt tối sầm lại sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất ngẩng đầu liền thấy bản thân đại đế chi tâm cũng đã rơi vào tầng trần trong tay tại phốc phốc nhúc nhích tựa như thì ở đó một dạng ta huyết mãn đại đế đôi môi run rẩy không nói ra được nửa chữ ầm uhm. tại huyết mãn đại đế bị lấy tim nháy mắt một đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại huyết mãn đại đế bên cạnh, chính là tả khô hội trưởng, lúc này hắn sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm nhìn tần trần. Tả đưa cao đưa, hắn vẫn không thể nào chạy tới. Bằng hữu, chẳng biết ngươi là người nơi nào vật, càng như thế đối với ta khô lâu hội. Chẳng biết ta khô lâu hội thế nào đắc tội ngươi, lại là để bằng hữu trước giết ta khô lâu hội bộ hạ, theo ta khô lâu hội trong tay cướp đoạt con mồi, sao lại bóp vỡ ta khô lâu hội ngô ngỗi. Đại đế đại đế chi tâm, hôm nay còn lấy ra ta khô lâu hội huyết mãn đại đế đại đế chi tâm, bằng hữu làm như thế, có phải hay không hơi quá đáng. Tả khô hội trưởng nhìn tần trần trong tay đại đế chi tâm, kìm nén tức giận nói, rất sợ chọc giận tần trần, một bả liền đem huyết mãn đại đế đại đế chi tâm cho bóp vỡ. Quá phận. Tần Trần cười khẽ nhìn tả khô hội trưởng, nhàn nhạt nói, ngươi lại là người nào? tại hạ khô lâu hội hội trưởng tả khô tả khô hội trưởng hít sâu một hơi lúc trước sự tình chúng ta cũng không nhiều lời chẳng biết các hạ muốn như thế nào mới có thể trả ta khô lâu hội huyết mãn đại đế đại đế chi tâm tần trần thủ đoạn cùng lai lịch để tả khô hội trưởng trong lòng thất kinh không có tùy tiện xuất thủ với lại đối với hiện nay tại hắn mà nói việc cấp bách là trước cứu ra huyết mãn đại đế đại đế chi tâm sau đó mới là kết hòa tần trần trong ân oán đại nhân tha mạng tha mạng khuyết mãn đại đế cũng là phục hồi tinh thần lại hướng về phía tần trần liên tiếp cầu xin tha thứ thần sắc sợ hãi nguyên lai là tả khô hội trưởng tần trần cười cười quan sát tay phải cầm lấy viên kia đại đế chi tâm thật ta ngươi trong cũng không có ân oán gì chỉ bất quá bản tọa nhìn ngươi khô lâu hội không quá thuận mắt cho nên muốn động liền động làm sao tả khô hội trưởng không phục không phục nói đại khái cũng xuất thủ thử xem tần trần khóe miệng mỉm cười thấy ngứa mắt muốn động liền động bốn phía tức khắc một trận ầm ĩ nghị luận một ít đại đế nhìn đạm định đứng ở nơi này tần trần đồng tử hơi co lại thật là cuồng vọng khẩu khí đây chính là tại nam nguyên thành người này đến là thật có khí vẫn là đang hư trương thanh thế tả khô hội trưởng càng là tức đến kỳ hoặc bốc khói nhưng quanh năm cảnh giác để cho hắn áp chế gắt gao ở bản thân tính cách, trầm giọng nói, chẳng biết bằng hữu phải như thế nào mới có thể trả ta huyết mãn đại đế đại đế chi tâm. Ồ. Tần Trần cười rộ lên, như vậy, ta cũng không ra giá trên trời, nếu các hạ có thành ý như vậy, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, xuất ra 10 vạn đế tinh, bản tọa có thể suy nghĩ tha cái gì huyết mãn đại đế một cái mạng. Một cái sơ kỳ đỉnh phong đại đế đại đế chi tâm ra giá 10 vạn đế tinh, hẳn là không coi là nhiều chứ. Tần Trần nhìn thấy bàn tay trong đại đế chi tâm. 10 vạn đế tinh. Huyết mãn đại đế nháy mắt ngưng trệ. Một viên đế tinh, liền có giá trị không nhỏ, hắn tại Nam Nguyên thành tổ chức nhiều năm như vậy, dựa vào nhiều năm như vậy cướp đoạt, trừ đi tu luyện dùng đi tài vật ở ngoài, hôm nay trên thân toàn bộ tài vật, cũng bất quá 50 ngàn đế tinh mà thôi. Trước mặt Tần Trần, dĩ nhiên mở miệng sẽ 10 vạn đế tinh. Giờ khắc này, cả tòa Nam Nguyên thành chú ý đến nơi đây đại đế đều cảm thụ được áp lực vô hình, dám đảm nhận, dám ngay ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mặt, lường gạt như vậy khô lâu hội tả khô hội trưởng, người trước mắt này, tuyệt đối là một khủng bố nhân vật. Như thế nào đây? Giao không giao? Tần Trần cười tủm tỉm nói. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.